ơn các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Học Văn Chị Hiên. Và ngày hôm nay chị sẽ giới thiệu cho các bạn một siêu phẩm mới của team Học Văn Chị Hiên ở trong phần video clip này. Đừng bỏ lỡ một giây phút nào nhé, vì chị tin rằng đây sẽ là một món quà vô cùng tuyệt vời dành cho các bạn nếu như các em chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học đấy. Các bạn ơi, chính xác món quà mà chị muốn giới thiệu cùng với các bạn ngày hôm nay đây ạ, chính là cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Các bạn có thể quan sát hơn về cuốn sách này, nhìn này, được không ạ? Một gam màu mà chị nghĩ rằng là rất là nhiều bạn học văn yêu thích, ngay cả chị cũng yêu thích cơ mà. Ngay từ phần bìa này chúng ta đã thấy được là một cái gì đó rất là nhẹ nhàng. Và đây cũng là điều mà chị muốn gửi gắm. Chị hy vọng là câu nghị luận xã hội sẽ không còn trở thành gánh nặng đối với các bạn nữa, mà nó sẽ là một cái bài viết, một cái đoạn văn cực kỳ là nhẹ nhàng đối với các em. Ở trong đề thi đại học thì phần nghị luận xã hội của chúng mình chiếm 2 điểm, phải không ạ? Nhưng mà đôi khi đối với nhiều bạn nhá, lấy 2 điểm còn khó hơn là lấy 5 điểm ở trong câu nghị luận văn học. Bởi vì thực tế là các bạn không biết viết câu nghị luận xã hội như thế nào. Nhưng yên tâm, với món quà này chắc chắn các bạn sẽ xử lý câu nghị luận xã hội cực kỳ nhanh và cực kỳ hiệu quả đấy. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau khám phá xem là ở trong cuốn sách sổ tay chinh phục nghị luận văn học này thì có những... sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này thì có những cái gì nhá, được không nào? Rồi các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng mở trang đầu tiên. Ở đây chúng ta có trước tiên là lời ngỏ, phải không ạ? Nếu như mà muốn tạo ra một cái gì đấy cho riêng mình thì hãy nhanh chóng ghi tên của mình ở trong phần này nhá. Cuốn sách này là của... Các em có thể ghi tên của mình vào đây một cách thật là độc đáo, hoặc là ghi một cái ký hiệu nào đó vào đây để gọi là đánh dấu chủ quyền cuốn sách của mình, ok chưa ạ? Rồi, ở đây có lời ngỏ. Đây là một số tâm sự nho nhỏ mà chị dành cho các bạn. Trước tiên chúng ta phải có những cái cảm xúc với nhau trước đã. Thế nên ở đây chị đã gửi gắm một số những cái lời nhắn nhủ tới các bạn khi mà bắt đầu đọc cuốn sách này. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp nhé. Đây, ở trang thứ 2 chúng ta có về cấu trúc của cuốn sách này, được không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy ở đây chúng ta có 4 phần. Một là phương pháp, phần thứ 2 là dẫn chứng, phần thứ 3 là bài văn mẫu, và phần thứ 4 là bài tập, được không ạ? Bản thân chị khi mà bắt tay vào nghiên cứu nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn về nghị luận xã hội, cũng như là cái nhu cầu và cách làm của các em khi mà làm câu này, thì chị nghĩ rằng đây sẽ là một cái yếu tố cần thiết nhất cho các bạn khi mà làm đề nghị luận xã hội. Tại sao chị lại chọn phương pháp là cái đầu tiên? Bao giờ cũng thế, nếu như chúng ta có một tấm bản đồ thì chúng ta sẽ đến đích nhanh hơn. Nếu như các bạn làm bất cứ việc gì có phương pháp, có quy trình thì các bạn sẽ đạt được cái hiệu quả cao hơn. Thế nên chị muốn, điều đầu tiên chị muốn làm cùng với các bạn đó chính là phương pháp. Thứ hai, chúng ta có dẫn chứng. Dẫn chứng ở trong câu nghị luận xã hội là một phần vô cùng quan trọng đấy nhá. Thế nên là các bạn phải tích lũy nhiều dẫn chứng vào. Thì ở trong này chị cũng đã đưa ra vài chục cái dẫn chứng để cho các bạn có thể học hỏi rồi. Chị nghĩ là nếu như đặt dẫn chứng ở từng góc độ khác nhau thì các em sẽ kết hợp làm được rất là nhiều đề đấy. Tiếp tục này, phần thứ ba là bài văn mẫu. Để có thể giỏi văn, bên cạnh việc viết nhiều, nghe nhiều thì chúng ta còn cần phải đọc nhiều nữa. Nếu như mà các bạn tham khảo những điều tốt, giống như kiểu người ta bảo là ông bà ta ngày xưa thì thường nói là gì nhỉ? À, gần mực thì đen mà gần đèn thì dạng. Nếu như đọc nhiều bài văn mẫu hay thì tất nhiên là chúng ta cũng có thể tích lũy được nhiều thứ hay. Và quan trọng hơn là cái phần diễn đạt của chúng mình sẽ trôi chảy hơn nhiều đấy. Rồi, và phần thứ tư, chúng ta sẽ có bài tập. Điều thú vị ở bài tập là chúng ta có một cái mã QR và các bạn có thể quét cái mã này để tra ra đáp án khi mà các bạn đã làm xong rồi. Và chị cũng tạo ra một cái sân chơi dành cho các bạn, đó là khi mà các bạn viết được bất cứ một cái bài nghị luận xã hội nào thì các bạn có thể gửi lên group Học Văn Chị Hiên để chúng ta có thể cùng nhau trao đổi xem là cái bài mà các em viết đã được hay là chưa. Thế nên là hãy tận dụng cơ hội này để viết và luyện tập nhiều hơn các bạn nhé. Sơ thảo về cuốn sách sổ tay chinh phục nghị luận xã hội thì là như vậy. Tất nhiên là ở trong này thì có nhiều điều thú vị lắm, và chị hy vọng là ở trong những video clip tiếp theo, ở trong từng phần cụ thể thì chị sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn nữa về cuốn sách này nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm qua một chút về cuốn sách nghị luận xã hội này các bạn nhá.